Hello, xin chào mọi người, lại là Lê Bống Review Phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim Xin Phép Được Bắt Đầu. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ Peter đã bỏ cậu ở nhà bác Ben rồi rời đi, cũng không nói rõ là lý do gì. Từ đó, Peter được bác Ben và dì May nuôi lớn. Thời trung học, Peter trở thành đối tượng bắt nạt của trường. Thấy bạn bè bị bắt nạt, anh liền bước đến ngăn cản nhưng rõ ràng đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Hôm đó lúc Peter sửa ống nước giúp bác Ben vô tình phát hiện cặp tài liệu của bố để lại. Peter cầm chiếc cặp đến trước mặt hai người, trên mặt họ hiện rõ vẻ căng thẳng. Anh tìm được trong cặp một bức ảnh của cha mình và một người đàn ông hỏi bác Ben đây là ai. Bác Ben nói với anh người này chính là tiến sĩ Revelation Connors làm việc tại Oscorp, vừa là bạn thân vừa là đối tác trong công việc của bố Peter. Peter còn phát hiện một tài liệu tuyệt mật, trong đó có ghi chép lại thí nghiệm của bố anh. Để giải đáp lý do bố mẹ phải bỏ trốn, anh đã tìm rất nhiều thông tin trên mạng, cuối cùng biết tin bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay. Muốn điều tra sâu thêm, Peter đã đóng giả thành thực tập sinh trà trộn vào tập đoàn Oscorp nơi mà tiến sĩ Connors đang làm việc. Trên đường đi, anh không cẩn thận va phải một người. Nhặt tài liệu lên mới thấy trên đó có ký hiệu tương tự trong ghi chép của bố, liền đi theo anh ta vô tình đi vào một phòng thí nghiệm có rất nhiều nhện. Vì tính tò mò, Peter đưa tay ra sờ tơ nhện, đột nhiên thiết bị dừng hoạt động, vô số nhện rơi xuống, không ít còn rơi lên người Peter. Peter vô cùng hoảng loạn vội vàng đập nhện trên người, nhưng dù cho là vậy vẫn để sót một con. Trên đường về nhà, một người đàn ông đặt chai rượu lên trán Peter. Thế nhưng một giây sau, mọi người vô cùng kinh ngạc, Peter cũng bất ngờ trước hành động của mình. Peter miệng không ngừng xin lỗi đối phương, kết quả tay trái lại dính vào lan can. Mấy người đàn ông sau lưng nổi giận xông lên, không ngờ đều bị Peter hạ gục. Sau một hồi đánh lộn, Peter không tin vào những gì đang diễn ra. Không những sức mạnh được nâng lên, đến cả phản ứng cũng vô cùng nhanh đến mức có thể bắt được con ruồi bay qua. Buổi tối khi soi gương, Peter mới phát hiện trên cổ có vương một sợi tơ, kéo ra mới biết đầu bên kia có treo một con nhện, có thể nguyên do đến từ đây. Những chuyện kỳ lạ vẫn còn tiếp tục xảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, báo thức bị đập vỡ. Vào nhà vệ sinh bóp kem đánh răng, mở vòi nước, giá treo đồ, tất cả mọi thứ cứ động vào là hỏng. Peter ngây người ngồi trên giường, bắt đầu cảm thấy nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, gió thổi, chim bay cũng giật mình. Anh lên hỏi Google về những chữ chứng mình gặp phải, không ngờ sau một hồi bàn phím cũng dính hết vào ngón tay. Thậm chí leo lên nóc nhà cũng là chuyện dễ dàng, hành động của anh ngày càng giống nhện. Hôm đó, Peter tìm đến tiến sĩ Connors và biết được rằng Connors và bố Peter từng hợp tác nghiên cứu lai ghép chéo, thậm chí đã tạo ra nhện đột biến, nhưng vào lúc nghiên cứu sắp thành công bố của Peter đột nhiên biến mất, thí nghiệm đành phải dừng lại. Cuối cùng bố Peter chỉ để lại một công thức chưa được giải trước đó, Peter đã từng đọc được công thức này trong sổ của bố. Anh liền viết lại đáp án đưa cho Connors. Connors nhìn dòng chữ trên giấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ công thức mình nghiên cứu nhiều năm được một cậu nhóc giải được. Ban ngày Peter bắt gặp cảnh đám bạn bắt nạt một nữ sinh. Lúc này đã có siêu năng lực, Peter muốn cho đối phương nếm thử mùi vị bị sỉ nhục. Cơ hội đến, Peter liền sâu một màn ném bóng kinh điển cho cả trường xem. Sau chuyện đó, nhà trường gọi phụ huynh Peter đến bồi thường. Peter thẳng thừng thừa nhận hành vi của mình. Khi bị bác Ben trách sau chuyện này, Peter không những lên mặt được với đám bắt nạt còn gây được thiện cảm với Gwen, đồng thời Gale đã đồng ý hẹn hò với anh. Lúc này, Peter vẫn đang đắm chìm trong siêu năng lực mà cơ thể mang đến. Những việc mà trước đây anh chỉ có thể làm trong mơ giờ đã thành hiện thực. Giờ anh lướt ván gọi là đỉnh của chóp, đỉnh của đỉnh. Hơn thế nữa, Peter cũng thuận lợi đến được phòng thí nghiệm của Connors. Connors phát hiện trong thần lằn có gen tái tạo. Việc họ cần làm là lai gen của thần lằn lên chuột bạch bị cụt một chân. Nếu như thành công, bên chân bị cụt sẽ mọc ra. Rất nhanh hai người bắt tay vào việc. Qua nhiều lần thất bại, cuối cùng họ đã thành công trong việc lai gen chéo. Do quá chuyên tâm làm thí nghiệm, Peter quên đón bác May bị bác Ben mắng cho một trận. Một cậu nhóc đang tuổi dậy thì không hiểu chuyện cãi lại lời bác. Thậm chí còn đạp cửa bỏ đi khỏi nhà, bác Ben không yên tâm liền đi theo. Peter bực bội vào trong một cửa hàng mua đồ nhưng lại bị nhân viên nạt cho một trận vì không đem đủ tiền. Khi Peter chuẩn bị rời đi thì bắt gặp một vụ cướp. Lúc tên cướp chạy ra khỏi cửa hàng đụng phải bác Ben. Thấy khẩu súng văng xuống đất, bác Ben chạy đến giật lấy. Nhưng trong lúc giằng co, bi kịch đã xảy ra. Peter nghe thấy tiếng động liền chạy đến kiểm tra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, bác Ben cứ thế ra đi trong vòng tay Peter. Bác Ben không khác gì người bố của anh cả, đây thực sự là sự mất mát quá lớn. Qua thông tin mà cảnh sát cung cấp, Peter đã xem được hình vẽ phác họa của hung thủ, còn biết được trên tay trái của hắn có hình xăm ngôi sao. Peter bắt đầu hành trình đi tìm kiếm kẻ này. À!
Những ngày sau đó, Peter liền đeo mặt nạ đi khắp nơi lùng sục người có hình xăm ngôi sao trên tay. Trong quá trình đó, anh nhận ra chỉ dựa vào thân thủ nhanh nhẹn là không đủ, liền bắt đầu nghiên cứu máy bắn tơ. Người nhện đời mới chính thức ra đời cũng là người nhện đẹp trai nhất trong vũ trụ Marvel. Anh đẹp trai số 1 thì chẳng ai dám là thứ hai cả. Nhưng mà đẹp trai mà chơi ngu thế này thì cũng chịu nha, may là anh là diễn viên chính đấy. Buổi tối, Peter đeo mặt nạ lên nơi cao nhất thành phố, bắt đầu tìm kiếm hung thủ hại bác Ben qua tin tức thời sự. Hơn nữa lần lượt đưa tội phạm đến trước mặt cảnh sát. Hành động này vô tình đã khiến anh trở thành người nổi tiếng, mọi người đều gọi anh là cảnh sát New York. Được mọi người chú ý, Peter bắt đầu quan tâm đến hình tượng hơn. Về nhà, Peter tham khảo đồng phục của vận động viên rồi tự thiết kế một bộ giáp riêng cho mình. Cộng thêm với máy bắn tơ, người nhện siêu đẳng đẹp trai nhất đã ra đời. Đến tối, Peter xuất hiện ngay trong xe và bắt tại trận một tên trộm xe. Thấy đối phương rút dao ra, Peter giả bộ sợ hãi. Thế nhưng một giây sau khi khống chế được đối phương, anh liền chọc đối phương một trận. Tài bắn tơ nó gọi là đỉnh của chóp, bay phất phới luôn. Nhưng mà thế này vẫn chưa vui đối với anh. Hay là anh cho chú bay từ tầng 18 nhỉ, có được không chú em? Cảnh sát đến nơi lại chĩa súng vào Peter. Peter nhảy lên cao giật súng ném xuống đất. Thấy càng nhiều cảnh sát kéo đến, anh đành phải quay người rời đi. Cảnh sát lập tức lái xe đuổi theo nhưng xe hai bánh làm sao thắng được tơ nhện của Peter. Ở bên này, tiến sĩ Connors đã báo với lãnh đạo Oscorp rằng thí nghiệm lai chéo đã thành công. Lãnh đạo lại nói với ông ta rằng không đợi được nữa, hạ lệnh Connors phải lập tức thí nghiệm trên người. Dưới sức ép của áp lực, Connors đành thí nghiệm trên chính cơ thể mình. Ông ta liền tiêm huyết thanh của thần lằn vào cánh tay bị cụt của mình. Sau khi tiêm huyết thanh, ông ta co giật rồi ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại phát hiện tay phải đã được bọc một lớp da, xé da ra mới thấy cánh tay bị cụt đã mọc trở lại, hoạt động linh hoạt như tay bình thường. Connors vô cùng kinh ngạc nhìn cánh tay mình. Đây là niềm ao ước bao nhiêu lâu nay của ông ta. Connors lập tức bắt taxi đi gặp lãnh đạo. Lúc này tay ông ta đã bắt đầu biến đổi, trên người bắt đầu mọc ra thằn lằn. Thậm chí tính cách cũng dần trở nên cục xúc. Lúc này Peter được mời đến chơi nhà Gwen, mà bố của Gwen chính là đại úy cảnh sát George. Trong lúc ăn cơm, họ thảo luận về người nhện. Lúc này Peter vốn muốn nói thân phận của mình cho Gwen biết nhưng không biết mở miệng làm sao. Vào lúc Gwen rời đi, anh đã dùng hành động để cho bạn gái thấy hai người chính thức trở thành người yêu. Màn cháo lưỡi hết sức là ngọt lị, Lê Bống cũng muốn được cảm giác hôn như này. Chính vào lúc này, có tiếng còi cảnh sát vang lên, có vẻ đã xảy ra chuyện lớn. George đã chuẩn bị xuất phát, Peter cũng nhảy xuống sân thượng chạy đến hiện trường. Trên cầu, Connors đã biến thành người thần lằn đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Peter đến nơi mặc áo giáp vào, hòa thân thành người nhện xuất hiện đúng lúc đạp ngã đối phương, còn kịp thời kéo được những chiếc xe rơi xuống dưới. Lúc này tay của Connors lại biến đổi, Peter vốn định ra tay nhưng sau lưng vang lên tiếng cầu cứu của một người bố. Bất đắc dĩ, Peter đành để Connors rời đi, quay lại cứu được cậu bé bị mắc kẹt trong xe trước khi chiếc xe phát nổ. Rất may cho thằng bé là đội mũ của anh nhện chứ không đội thì chắc chú em cũng oẳng rồi, giờ không sao rồi nha, có anh đấy rồi. Sau khi lên cầu, bố của cậu bé cảm ơn người nhện, có lẽ vì hành động này đã khiến mọi người thay đổi cái nhìn về người nhện. Hôm sau, Peter lại đến phòng thí nghiệm tìm Connors để hỏi kết quả thí nghiệm. Trong lúc đó anh nhìn thấy thần lằn trên cổ ông ta. Connors nói rằng dạo này đang bận một thí nghiệm mới, nói xong thì vội vàng rời khỏi đây. Lúc này con chuột bạch thu hút sự chú ý của Peter. Bước đến mới thấy hóa ra là con chuột bạch thí nghiệm lúc trước đang cắn xác của đồng loại. Hóa ra sau khi tiêm huyết thanh vào, vật thể sẽ vô cùng bạo lực. Nhận ra sự việc nghiêm trọng, Peter tìm đến báo với George rằng tiến sĩ Connors chính là người thần lằn. Nhưng George không tin lời của Peter, bất đắc dĩ anh đành đích thân. Ra tay sau đó lần theo thói quen sinh hoạt của thần lằn anh đi theo xuống cống rồi giăng tơ chi chít ở khắp mạng lưới cống đợi người thần lằn xuất hiện. Rất nhanh một sợi tơ có động tĩnh, Peter lập tức cảnh giác, chỉ một giây sau toàn bộ sợi tơ đều chuyển động vô số thần lằn cùng nối đuôi nhau tiến về một hướng. Đột nhiên con ở xuất hiện tấn công từ sau lưng, Peter không kịp né bị ấn xuống lưới tơ, đối phương thò móng vuốt cào vào ngực anh. Đèn flash ở bên trên đột nhiên lóe sáng, Peter nhân cơ hội trả đòn rồi cùng rơi xuống nước. Tuy tơ nhận không phát huy tác dụng dưới nước nhưng Peter vẫn thoát khỏi móng vuốt của đối phương. Connors tức giận nhô lên phát hiện máy ảnh trên tường, cầm lên xem bên trên có ghi tên Peter Parker.
Về đến nhà cô người yêu vẫn chưa biết chuyện xảy ra với anh nên vẫn nói lời trêu đùa. Khi anh bước xuống thì cô đã thấy chuyện bất thường. Anh nằm trên ghế và cô cởi bỏ chiếc áo người nhện của anh ra, ba vết thương kéo dài trên người anh. Cô lấy khăn lau vết thương cho anh, nhưng Peter thì lại nóng trong người và đang muốn giải tỏa. Quả này thì 9 tấn than được xúc vào cái lò hư hỏng rồi. Nhưng không bé ơi, anh đang bị thương, em nhún nhảy trên người anh thì anh oảng ngay. Sau khi trở lại hình người, Connors lại bị nhân cách khác mê hoặc. Tiếp tục tiêm huyết thanh vào người, hóa thân thành người thần lằn tìm đến trường để tiêu diệt Peter. Peter thấy vậy bảo quen rời đi, bản thân chạy lên trước để giữ chân đối phương. Peter bắn tơ quật ngã đối phương rồi leo lên cổ chuẩn bị phản công, không ngờ bị hất văng. Không mặc bộ giáp nên Peter không phải là đối thủ của ông ta. Peter chỉ kịp bắn tơ lấy ba lô liền bị ông ta ném đi. Nhân lúc đó, Connors vơ lấy hóa chất trên bàn làm thuốc độc rồi ném vào trong hố. Một chiếc giày đập vào mặt, người nhện đã quay trở lại. Hai người lập tức lao vào đấu solo, bề ngoài thì là đánh nhau nhưng thực chất muốn phá banh cái trường ra. Connors ấn Peter xuống đất, vào lúc nguy cấp, Gwen xuất hiện thành công giải vây giúp Peter. Peter nhân cơ hội điên cuồng bắn tơ cuốn chặt đối phương. Xong việc, anh đập vỡ cửa kính rồi đưa Gwen đến nơi an toàn mới quay lại đánh nhau tiếp với quái vật. Nhân viên thư viện đang chìm trong âm nhạc, không hề biết thư viện đã trở thành bãi chiến trường. Đối phương ném mạnh Peter vào tường. Khi Peter đứng dậy, ông ta đã bỏ trốn qua đường nhà vệ sinh. Điều bất thường có vẻ tên thần lằn bị cái gì đó. Ở dưới lỗ nhà vệ sinh, Peter đã thấy một chiếc áo trông rất quen thuộc. Trong lúc lần theo đuôi ông ta, Peter gọi điện cho Gwen bảo cô đến phòng thí nghiệm Oscorp phân tích huyết thanh để chế thuốc giải. Rất nhanh, Peter đã phát hiện phòng thí nghiệm của Connors ở dưới cống. Hơn nữa còn biết được một kế hoạch quan trọng. Hóa ra sau khi biến thành thần lằn, Connors cảm nhận được năng lượng mà huyết thanh đem đến, đồng thời nhận ra con người thật nhỏ bé và yếu đuối. Do đó, ông ta dự định dùng thiết bị phóng trên nóc của tòa nhà Oscorp để bắn huyết thanh ra khắp thành phố, biến người dân trở thành thần lằn. Lúc này, Connors cầm theo huyết thanh xuất hiện trên đường, thế nhưng một giây sau đã bị tấn công bởi mưa đạn. Rất nhanh, ông ta bị bắn ngã xuống đất, thấy đối phương không có động tĩnh, cảnh sát vây đến gần. Một giây sau, ông ta liền bắn huyết thanh ra, chớp mắt những người có mặt đều biến thành thần lằn. Lúc này, Peter vội vàng gọi điện cho Gwen bảo cô mau rời. Khỏi OT-Scope còn đang tiến đến đó nhưng Gwen không chịu đi bởi vì chỉ còn 8 phút nữa là sẽ điều chế xong thuốc giải. Nói xong, Gwen cút điện thoại tiếp tục chờ bất đắc dĩ. Peter đành phải chạy đến tòa nhà. Cô người yêu này báo quá, Peter phải vận hết cơ mông lên mà đu dây tơ đến cứu người yêu. Nhưng trên đường đi, Peter bị cảnh sát bắn trúng thuốc mê ngã mạnh xuống đất. Khi đại úy Yoga chuẩn bị mở mặt nạ ra, Peter đã tỉnh lại. George liền chĩa súng vào Peter. Khi Peter quay đầu lại, George kinh ngạc nhận ra người nhện chính là con rể tương lai của mình. Peter nói với ông rằng giờ anh phải đi ngăn cản người thần lằn. Hơn nữa, Gwen cũng đang ở trong tòa nhà Oscorp. Nói xong liền đeo mặt nạ và rời đi, George cũng không nổ súng. Không ngờ một cảnh sát bắn trúng chân Peter khiến anh phải đi tập tễnh. Lúc này Connors đã vào trong phòng thí nghiệm. Tuy ông ta phát hiện ra Gwen nhưng không hề làm hại cô, chỉ lấy theo thiết bị phóng rồi đi lên sân thượng. Ở bên này, vết thương đã làm giảm tiến độ di chuyển của Peter. Vào lúc Peter sắp không gắng được nữa, vô số máy dòng dọc phía trước đột nhiên chìa ra như mở đường cho anh. Hóa ra người này chính là bố của cậu bé mà lúc trước Peter đã cứu trên cầu. Peter lần nữa đứng dậy, có sự giúp đỡ của mọi người. Peter nhanh chóng tiến đến tòa nhà Oscorp. Lúc này Gwen đã làm xong thuốc giải và chạy ra ngoài giao nó cho bố mình cũng là đại úy George. Ở trên sân thượng, con đã lắp thuốc độc vào trong bệ phóng cài đặt đếm ngược phóng trong 10 phút. Peter thấy vậy phóng tơ đạp văng ông ta. Hai người cùng rơi xuống dưới. Peter vừa bật dậy liền bị đối phương túm chân ném ra ngoài. Anh dùng tơ nhện làm trụ bám lần nữa quay lại chiến trường để chiến đấu trong lúc giao chiến. Peter không may bị con ở khống chế bóp nát máy bắn tơ, thậm chí còn không quên cười nhạo anh. Đột nhiên, George đến nơi, nổ súng bắn văng ống nitơ. Peter vội túm được đường ống chĩa vào mặt ông ta. Phối hợp với George, rất nhanh đã bắn Connors ngã xuống đất. George đưa thuốc giải cho Peter bảo anh nhanh chóng lắp vào bệ phóng. Ông sẽ ở lại giữ chân Connors. Peter cầm theo thuốc giải nhanh chóng leo lên. Chính vào lúc này khí nitơ đã hết tác dụng. Phần bị thương của Connors lại lần nữa mọc ra. George vẫn cố gắng chống cự nhưng một giây sau Connors đã đâm móng vuốt xuyên ngực ông rồi chạy như điên lên bệ phóng. Vào giây cuối cùng, Peter thành công lắp được thuốc giải vào.
Dưới tác dụng của thuốc giải, Connors dần biến lại thành hình dáng người. Nhìn cánh tay dần biến mất, Connors đau lòng bật khóc. Sự nghiệp của ông đến đây là kết thúc, ông sẽ được ăn cơm tù và bóc lịch hàng ngày. Nhưng George đã nằm thoi thóp dưới đất. Vào phút này, ông đã thừa nhận Peter. Thành phố này cần những anh hùng như người nhện. Cuối cùng, ông còn để lại một yêu cầu với Peter, đừng để Gwen dính vào chuyện này. Peter im lặng một lúc rồi đồng ý. Cuối cùng Peter lại lần nữa chứng kiến một người ra đi. Chưa kịp gọi bố vợ một tiếng mà bố đã đi xa rồi. Trong đám tang của George, tuy Peter có đến dự nhưng chỉ trốn ở trên nóc nhà. Sau đó Gwen tìm đến anh chất vấn tại sao tất cả mọi người đều đến chỉ thiếu mỗi mình Peter. Câu trả lời của Peter là, anh không thể gặp em nữa, anh không thể. Gwen nghe xong liền bật khóc rời đi, cô biết rõ Peter nhất định có lý do riêng. Qua chuyện này người nhện trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Đến cậu bạn trước đây từng bắt nạt Peter cũng mặc áo có in người nhện. Còn Peter tuy nói không gặp Gwen nhưng thích một người làm sao có thể không gặp đây. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Lại là Lê Bống review phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay. Bộ phim xin phép được bắt đầu. Từ sau khi trở thành người nhện, mỗi ngày Peter không bắt người xấu thì là trên đường đi bắt người xấu. Hôm đó, tên Alex cướp một chiếc xe chở đầy chất hạng nặng của tập đoàn Oscorp, sau lưng vô số cảnh sát đang đuổi theo. Để thuận lợi thoát thân, Alex đâm ngang đâm dọc trên đường rất nhiều xe cảnh sát bị đè nát. Lúc này, Peter bay từ trên cao xuống nóc xe bọn cướp trong xe đang hút chất cấm vào bình. Peter chui vào buồng lái giật lấy bánh lái để rẽ xe sang một hướng khác. Anh nhện nhây hết mức khiến hắn tức điên cả người lên mà không làm được gì. Alex thấy vậy liền dẫm ga xông vào đoàn người. Vào phút nguy cấp, Peter kịp thời cứu được một người qua đường an ủi anh ta đừng sợ. Rồi tiếp tục đuổi theo bọn cướp, rất nhanh xe hàng dừng lại mở ra, hai tên cướp nã đạn vào cảnh sát. Peter bắn tơ nhện thành công khống chế được họ và gọn gàng thu lại hết những nọ thuốc, đúng là đỉnh của chóp. Khi nhặt nốt nọ thuốc cuối cùng thì Gwen gọi điện cho anh. Với một tay nghe điện thoại một tay cầm vào đầu xe, anh vẫn thoải mái nói chuyện với Gwen. Cô bảo anh nhanh đến dự lễ tốt nghiệp ngay, mọi thứ sắp bắt đầu rồi. Nhưng mà em ơi, anh chưa xong việc. Rồi nhảy lên nóc xe ngay trước mặt Alex. Thấy đồng đội bại trận, hắn dẫm hết chân ga lao vào xe bus phía trước. Peter lập tức nhảy ra trước xe bus, dùng đôi chân chạy bằng cơm phanh xe lại mà không ai bị thương. Alex tức giận điên cuồng nã đạn nhưng không hề trúng Peter, quả nhiên hào quang nam chính cộng thêm anh hùng có khác. Xong việc, Peter vội vàng chạy đến lễ tốt nghiệp Mai thay kịp thời đến vừa lúc trao bằng, thậm chí còn hôn nữ thần ngay trước mặt cả trường. Tuy Peter và Gwen đã trở về bên nhau nhưng anh vẫn vô cùng áy náy bởi vì đã từng hứa với bố Gwen rằng không kéo con gái ông vào chuyện này. Giờ đây hai người gương cũ lại lành quay trở về bên nhau, nhiều lúc Peter còn nhìn thấy ảo giác. Anh thường thấy bố của Gwen xuất hiện trước mặt mình, điều này đã khiến anh suy nghĩ liệu rằng mình có phải là người kéo Gwen vào nguy hiểm hay không. Thậm chí sau khi được mời, Peter cũng không dám xuất hiện để dùng bữa với nhà Gwen. Vì sự an toàn của người yêu, cuối cùng anh đã đề nghị chia tay. Có lẽ đây là sự giải thoát cho cả hai. What if something happens to you just like it happened to him? But you're Spider-Man. You're Parker Moore. It's me. We can't be. Can't. You have done this to me. I can't live like this. Trong những ngày về sau, người nhện vẫn luôn bảo vệ cho người dân ở thành phố này, tần số xuất hiện ngày càng cao. Hôm đó một cậu bé bị các bạn bắt nạt. Peter xuất hiện kịp thời thành công ngăn cản một vụ bạo lực. Anh vừa an ủi cậu bé kia vừa khen ngợi mô hình mà cậu làm. Mỗi hành động của anh đều đang ảnh hưởng đến mọi người. Hey, nice outfit. How much of Spider-Man? Lúc này Mark, người được Peter cứu cũng là một fan cùng của người nhện, có thể thấy trong nhà dán đầy ảnh thần tượng. Cùng với đó, Mark cũng là một kỹ sư điện của tập đoàn Oscorp. Dù đã chăm chỉ làm việc ở công ty nhưng anh ta vẫn không được coi trọng. Ngay cả vào ngày sinh nhật cũng bị cấp trên bắt ở lại tăng ca với lý do đường điện gặp sự cố. Rất nhanh Mark đã phát hiện ra chỗ gặp sự cố liền leo lên chuẩn bị nối lại đường dây bị hở. Thế nhưng không ngờ rằng hành động này đã khiến bi kịch xảy ra. Mark bị điện giật, rơi thẳng xuống bể cá trích bên dưới. Dưới sự kích thích của dòng điện và sự tấn công của hàng nghìn con cá trích, cơ thể của Mark xảy ra biến đổi, vô số điện tích tụ trên người anh ta rồi bùng nổ. Xác của Mark bị điện giật cháy đen thui nằm yên trong phòng chứa xác, các thiết bị điện xung quanh bắt đầu chớp nháy. Đột nhiên anh ta vùng dậy, cảm nhận cơ thể đã đột biến vừa sợ hãi vừa bất lực. Cái cưa điện rơi xuống trên đầu anh ta bị khống chế trên không trung, lúc này anh ta đã biến thành người điện.
Sau đó Mark mặc quần áo và định về nhà. Xe ô tô hai bên đường lập tức đổ chuông báo động khi anh ta đến gần. Nhìn quảng trường New York trước mặt, dòng điện dưới đất nhưng đang dụ dỗ anh ta. Anh ta liền chạy thẳng đến giữa quảng trường, lật nắp cống lên, đặt hai tay vào đường dây điện bên dưới hít lấy hít để mọi người xung quanh nhận ra điều bất thường. Cảnh sát liền điều động người dân sơ tán. Peter đang hẹn hò với Gwen đã nhìn thấy cảnh này, khi Gwen quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Peter đâu. Lúc này cảnh sát nhìn rõ bộ dạng của Electron lập tức chĩa súng vào anh ta. Đột nhiên một chiếc xe tải lao đến xe cảnh sát đến nơi bao vây Electron. Cảnh sát chĩa súng vào yêu cầu anh ta nằm xuống, cảnh sát ném một quả bom khói về phía Electron. Anh ta vội vàng xin mọi người đừng làm vậy với mình, nhưng cảnh sát không quan tâm. Mất kiểm soát, anh ta bùng nổ theo đúng nghĩa đen. Peter thành công cứu được một cảnh sát rồi dùng lời nói để bình ổn tâm trạng của Electron. Sau khi nhìn thấy thần tượng của mình, Electron dần dần bình tĩnh lại. Vào lúc khuyên nhủ sắp thành công, đột nhiên tay bắn tỉa ở trên cao nổ súng về phía Electron. Điều này đã khiến anh ta nổi giận. Hành động này khiến quần chúng hóng hớt phấn khích hô hào người nhện, màn hình cũng dần đổi thành hình ảnh của Peter. Thấy cảnh này, Electron như nổi điên, anh ta cho rằng là người nhện đã cướp spotlight của mình. Peter nhào người để né đòn nhưng dòng điện đã lan đến lan can bên đường, những người đứng ở gần đó đang gặp nguy hiểm. Thấy vậy, Peter chỉ dùng một bên máy bắn tơ tái hiện lại một trong những cảnh kinh điển trong lịch sử Marvel. Cuối cùng anh thành công cứu được mọi người. Electron lại lần nữa tấn công, đối phương cũng phóng điện. Hai người bị hất văng bởi năng lượng của nhau. Electron dính trên màn hình nhân cơ hội hút điện xung quanh mình để nạp sức mạnh, điện đóm xung quanh bốc cháy đùng đoàn. Người dân bỏ chạy toán loạn. Lúc này Electron đã tăng sức mạnh gấp mấy lần, có thể treo mình trên không trung bắt đầu tấn công người dân bên dưới. Thế nhưng một giây sau Peter đã dùng vòi cứu hỏa hạ gục anh ta. Quả nhiên điện có mạnh cỡ nào cũng không thắng được nước. Cuối cùng cảnh sát đã chế ngự được Electron. Sau khi về nhà, Peter tổng kết lại kinh nghiệm cải tạo lại máy bắn tơ để nó có thể chịu được dòng điện cao. Nhưng qua nhiều lần thí nghiệm, dùng hết ắc quy trong nhà mà vẫn thất bại. Thậm chí sắp đốt nhà đến nơi mà cả đêm không thành công. Sáng hôm sau, Peter nhận được điện thoại của bạn thân Harry, hóa ra không lâu trước đây anh ta vừa về nước. Harry cũng là con trai của Norman Golf, chủ tập đoàn Golf. Thời gian này, ông ta đang mắc bệnh rất nặng. Khi biết bản thân không còn nhiều thời gian, ông ta liền gọi con trai về thừa kế gia nghiệp. Đồng thời, Norman nói với Harry trong dòng tộc có một loại bệnh di truyền, khi đến 20 tuổi bắt đầu phát bệnh. Trước khi chết, ông ta đưa cho Harry một cái hộp nói rằng trong đó có ghi lại nghiên cứu cả đời của ông ta, hy vọng con trai có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Lúc đầu Harry không thấy chiếc hộp này có gì đặc biệt cho đến một lần tình cờ anh ta vô tình kích hoạt thông tin trong hộp. Lúc dịch một trong những tài liệu đó, Harry phát hiện nhện đột biến mà bố Peter nghiên cứu có thể chữa được chứng bệnh của gia tộc mình. Nhưng sau sự kiện người thằn lằn, toàn bộ nhện đột biến đã bị tiêu hủy. Cậu ta liền tìm đến Peter nói rằng chỉ có máu của người nhện mới chữa được cho mình. Harry biết Peter thường xuyên cung cấp hình ảnh của người nhện cho báo chí nên muốn nhờ Peter hẹn gặp người nhện. Peter vốn định từ chối, nhưng thấy bạn thân trong cảnh này, Peter đành phải đồng ý. Sau đó Peter hóa thân thành người nhện tìm đến Harry và từ chối lời đề nghị với lý do máu không tương thích. Tia hy vọng cuối cùng của Harry bị dập tắt. Anh ta bắt đầu hận người nhện vì đã thấy chết mà không cứu, không còn hy vọng sống. Ngày nào Harry cũng mượn rượu giải sầu. Thế nhưng xuất hiện của trợ lý đã khiến anh ta nảy ra một ý tưởng. Trợ lý nói rằng lúc đầu để không bị khởi kiện, tập đoàn đã chiết nọc độc của nhện trước khi bị tiêu hủy. Chất độc đó đang được bảo quản trong tòa nhà Oscorp. Harry lập tức truy cập vào mạng nội bộ điều tra, không ngờ lại phát hiện dự án bí mật của công ty. Trong đó không chỉ có đoạn băng ghi lại Electron sau khi đột biến, đồng thời còn ghi chép chi tiết những thí nghiệm mà họ đã dùng với Electron. Hóa ra sau vụ náo loạn lần trước ở quảng trường, lãnh đạo Oscorp đã dùng quan hệ trục Electron khỏi tay cảnh sát rồi đem về phòng thí nghiệm nghiên cứu. Vì xâm nhập vào tài liệu mật, rất nhanh lãnh đạo cấp cao đã dẫn vệ sĩ xông vào phòng của Harry, tuyên bố đá Harry ra khỏi công ty, không được bước vào đây nửa bước vì tội đã che giấu vụ đột biến của Electron. Để vào được công ty lấy thuốc độc, Harry đột nhập vào phòng nghiên cứu tìm được Electron để bàn giao dịch với anh ta. Vào lúc vệ sĩ khống chế Harry, anh ta đã dùng điện kích hoạt Electron khiến Electron biến thành dòng điện giải quyết toàn bộ vệ sĩ. Tiếp theo, anh ta dẫn Harry và Oscorp chĩa súng vào cổ lãnh đạo uy hiếp ông ta dẫn đường đi tìm chất độc của nhện. Còn Electron thuận theo dòng điện rời khỏi Oscorp, rất nhanh Harry đã tìm được chất độc. Anh ta ép đối phương lập tức tiêm vào người mình. Nhưng sau khi tiêm xong, bệnh tình của Harry không thuyên giảm, thậm chí thuốc độc còn biến dị trong người anh ta. Giống như những gì Peter nói, thuốc độc không hề tương thích với Harry. Trong lúc vùng vẫy, Harry mặc bộ giáp do Norman chế tạo vào và khởi động chức năng chữa trị. Chức năng này có thể giữ được tính mạng cho anh ta. Green Goblin chính thức ra đời từ đây, khi Peter đang hẹn hò lãng mạn. I could make it out. I'll tell you what it's defense, but you're wrong. And you're always gonna be my path. Tired of my choice. Here's my thought. I'm following you.
I mean, they got crime there. Jack the Ripper. Gotta be some kind of blackout plan, right? Electrum đã hút hết nguồn điện khiến hắn mạnh hơn, chiêu này không còn tác dụng nữa. Hai bên càng đấu càng hăng, Peter dùng hết mọi chiêu để chiến đấu với đối phương, từ ném mảnh vỡ đến đấu cơ bắp. Electrum cố gắng thoát ra, Peter liền bắn tơ giữ hắn lại. Peter túm chặt tơ nhện quật đối phương xuống đất, năng lượng sau vụ nổ cũng hất văng anh ra xa. Electrum nhân cơ hội biến thành dòng điện không ngừng dịch chuyển rồi tấn công Peter từ phía sau. Nếu chiêu này mà dùng với Tony, chắc bộ giáp sẽ đỡ phải sạc mấy năm. Lúc này Electrum khống chế Peter trên không trung, định ra tay giải quyết nhưng Gwen đã lái xe xông đến đâm ngã anh ta. Sự xuất hiện của Gwen đã cứu Peter một mạng. Nhưng thấy Gwen xuất hiện, Peter vô cùng tức giận. Anh không mong cô bị cuốn vào nguy hiểm. Đối diện với sự kiên quyết của người yêu, Peter đành phải thỏa hiệp. Giờ Electrum giống như một quả pin, chỉ cần quá tải sẽ bị phát nổ. Peter liền để Gwen đi khởi động lại nguồn điện, bản thân ở lại giữ chân Electrum. Trong lúc đánh nhau, Peter cố gắng né đòn của Electrum. Anh đu tơ đến nơi dây điện bị đứt rồi bắn tơ giữ Electrum lại. Nhân lúc đó dùng tơ nhện nối chỗ bị đứt lại, dù cho Electrum đã thoát khỏi khống chế bắt đầu phản công, nhưng Peter vẫn không hề có ý lùi bước. Thời cơ đã chín mùi, Gwen khởi động lại nguồn điện Peter. Bị hất văng ra, Electrum bị dòng điện giữ lại. Dòng điện trong thành phố đã được hồi phục. Chịu dòng điện trong thành phố đã được hồi phục. Chịu dòng điện quá cường độ, điện trên người Electrum bị quá tải. Một giây sau, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên Harry mặc bộ giáp bay đến trước mặt. Harry nhìn thấy Gwen ở sau lưng mới nhận ra người nhện chính là Peter. Nực cười thay, người thấy chết không cứu không phải là người nhện mà chính bản thân mình. Còn chưa đợi Peter giải thích, Harry đã túm Gwen bay lên cao. Peter thấy vậy lập tức đuổi theo. Harry đưa Gwen lên trên nóc tháp đồng hồ rồi ném cô xuống dưới. Peter nhảy lên may thay đỡ được cô. Nhưng còn chưa đợi hai người kịp thở phào, bom của Harry đã rơi ngay bên cạnh. Sau khi để Gwen ở nơi an toàn, Peter bắt đầu lao vào chiến đấu với Harry. Do thiếu kinh nghiệm chiến đấu, Harry không phải là đối thủ của Peter. Thấy bánh răng sắp bị cắt đứt, Peter dùng chân để chặn lại. Nhưng dù cho là vậy, cuối cùng sợi tơ mong manh vẫn bị cắt đứt, Gwen rơi xuống dưới. Peter không màng tất cả nhảy xuống dưới. Trong lúc đó, anh đã bắn tơ thành công túm được Gwen nhưng trời tích chơi đùa người. Peter đã quên mất sợi tơ có tính đàn hồi nhất định khi anh xuống đến nơi Gwen đã không còn cử động. Có lẽ đây chính là đoạn phim buồn nhất trong vũ trụ Marvel. Hey. Gwen. Sự ra đi của Gwen khiến Peter hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc sống. Anh đã thành công cứu cả thế giới nhưng lại không cứu được người anh yêu nhất. Từ đó bộ giáp người nhện của Peter nằm bám bụi trong góc tủ. Người nhện thân thiện cũng biến mất trước mặt mọi người. Ở bên này Harry bị cảnh sát nhốt trong đồn nhưng vẫn không hề có chút hối lỗi. Thậm chí còn đăng lên một kế hoạch báo thù lớn hơn. Anh ta phái một người thần bí đến phòng thí nghiệm có chứa nhiều trang bị tối tân của Oscorp. Không lâu sau đó một người tự xưng tê giác trong bộ giáp cơ điện xuất hiện trên đường phố New York không ngừng nã đạn vào người dân. Một cậu bé mặc đồ người nhện chui qua rào chắn chạy đến dũng cảm đối diện với tê giác. Thấy cậu bé xuất hiện, tê giác cười chế nhạo. Nhưng cậu bé không hề sợ hãi mà đeo mặt nạ vào, muốn hóa thân thành người nhện để bảo vệ mọi người. Vào phút nguy cấp, một bóng người quen thuộc đã quay trở lại. Người nhện mà mọi người mong đợi đã xuất hiện. Cậu bé được Peter khuyên nhủ quay trở về với mẹ. Trận chiến giữa người nhện và tê giác chính thức bắt đầu. Sau trận chiến này, người nhện sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm hơn. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.